Nếu như các bạn quá mất thời gian để tìm những cái driver để cài cho máy tính của mình thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài một cái phần mềm là Orbit Driver Booster 12. Và với cái phần mềm này thì sẽ giúp cho các bạn tìm kiếm tự động cái driver phù hợp với lại máy tính của mình và cài vào máy tính của mình một cách tự động, và bạn không cần phải tìm khắp nơi ở trên Google để có những cái driver phù hợp nữa. Điều đặc biệt là ở cuối video này mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái key bản quyền và bạn sẽ tiết kiệm nhiều tiền, các bạn không cần mua và các bạn có thể sử dụng driver, cái phần mềm này một cách miễn phí nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu là cài đặt cái phần mềm này. Thì cái đường link để tải á, thì mình có để ở dưới cái phần mô tả của video này, thì các bạn bấm vào để các bạn tải về ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt. Đây là cái giao diện cài đặt của Driver Booster phiên bản 12. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm Install để chúng ta tiến hành cài đặt nha. Ok, như vậy là phần mềm đã được cài đặt xong. Thì tại cái bước này á, thì cái Orbit Driver Booster nó bắt chúng ta sẽ phải cài thêm những cái phần mềm khác nữa. Thì tại cái bước này thì chúng ta sẽ không cài nha. Không cài. Thì các bạn sẽ chọn là No Thanks. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở phần mềm lên. Thì phần mềm nó báo là cái phần mềm này thì nó hết hạn dùng thử ha. Thì không sao cả, chúng ta cứ mở lên bình thường thôi. Sau khi cài đặt xong rồi á, thì các bạn có thể bấm Start để phần mềm sẽ tiến hành quét máy tính của bạn để tìm ra những cái driver phù hợp nha. Sau khi mà quét xong rồi á, thì cái driver booster sẽ đề xuất cho chúng ta là chúng ta đang có 21 cái driver cần được update. Thì bây giờ trước khi update á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật cái key bản quyền vào để chúng ta có thể kích hoạt cái phiên bản Pro của cái phần mềm này trước khi mà chúng ta cập nhật nha. Các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng là cái chìa khóa nè, cái chìa khóa License Key. Các bạn sẽ nhập cái key vào nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số cái key, thì cái key này mình cũng sẽ để ở cái phần mô tả cho các bạn luôn, thì các bạn chỉ cần copy và nhập vào thôi. Nó báo như vậy á, là đã kích hoạt phần mềm thành công rồi nha các bạn. The license has been active successfully. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cập nhật thôi. Các bạn tích hết vào nha. Sau đó các bạn bấm là cập nhật. Và bây giờ các bạn sẽ chờ một lúc để driver nó sẽ download xuống và bắt đầu cập nhật nha. Thì tại cái bước này á, thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn của phần mềm. Tại cái đoạn này á, là phần mềm nó tải nhanh hay chậm thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ đường truyền mạng của các bạn. Tại cái bước này á, sau khi mà tải xong rồi á, có một cái bảng thông báo hiện lên. Cái bảng thông báo này nó có ý nghĩa là các bạn muốn sao lưu cái driver cũ lại không. Nếu như mà các bạn muốn sao lưu thì các bạn bấm OK. Trong trường hợp các bạn là người mới và các bạn không có rành lắm á, thì mình khuyên các bạn nên bấm OK để hệ thống nó sẽ sao lưu những cái driver cũ của cái phần mềm của các bạn lại. Để trong trường hợp đó là
nó có cái vấn đề nó xảy ra thì sẽ có cái bản driver dự phòng, thì chúng ta sẽ khôi phục lại và máy tính của các bạn hoạt động bình thường, thì các bạn có thể bấm là ok nha. Nhưng mà ở đây thì để tiết kiệm thời gian, mình sẽ chọn là cancel, tức là mình không sao lưu. Bây giờ thì phần mềm nó sẽ bắt đầu cài đặt những cái driver mà đã được tải xuống. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ đợi. Sau khi cập nhật xong á thì cái máy tính nó báo là tất cả driver đã được cập nhật ở phiên bản mới nhất. Thì có nghĩa là chúng ta đã cập nhật xong rồi nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích với bạn thì hãy cho mình một nút like nha, cũng như bấm vào hình quả chuông đăng ký, để mỗi lần mình ra video thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận được video từ mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.